Dạy con đó. Dạy con chị ạ. Thế như thế em dạy con là dạy như nào? À, cái câu chuyện như thế này. Ừ. Em sẽ có ngày rồi. À. 6 ngày cơ. 6 ngày rồi ạ? Hơn 6 ngày rồi con. À. Em sẽ cô sẽ con cô cho em sẽ em dặn con nghe. À. Thế đây là bây giờ cái này cô bảo này. Cũng không trách em 100% được bởi vì là người hứa về để mà xé liên tục là bà với ông. Không hiểu không? Bây giờ là ngày nào gọi là để giành địch rồi. Thế em ngày nào gọi về đúng không? Thế bây giờ như con bây giờ làm sao em biết ngày nào lịch nào? Mẹ, mẹ có lịch không? Đấy, bây giờ nó không quà có lịch không? Cái này là cứ treo tạm thời là quà năm nay không có lịch à? Nhưng mà có lịch rồi. Có lịch cái chi nhà bác Thu bán hàng đó. Đây, cũng có một quyển này. Thôi thế thì cho con xé. Không cái nào mình phân tích đúng sai phải đúng đúng bà có tội đấy. Bà bảo đó, bà lừa. Bà để dành một quyển lịch thôi. Con nói không người nào nhắc không đến 10 lần. Mẹ đang còn có một quyển mới. Mẹ có dùng lịch đâu, có đồng hồ. Mẹ ơi. Đấy, có dây thép không? Hả? Cái buộc hai đầu này lại cũng là nó rớt thì. Mà ông đây này, ông ơi lấy dây thép nào. Theo đi là phải ông đấy. Ông con đi theo đi. Đúng người đúng việc. Mẹ. Bên cô toàn dây thép thì rõ dày ấy. Không, mẹ, à, cái nữa con không được mắng rồi, con thái ngang được. Đó. Mẹ thái dài hơn cái ngang được không mẹ? Biết cô rồi, con thấy thì không. Đúng rồi. Đấy, mẹ thái mỏng là mẹ bỏ miếng thịt hai ba. Không, bà thay đổi suy nghĩ đi, bà thấy bỏ dày ra. Ờ, năm nay thay dày đi. Chú thái dày thoải mái đi, anh có cái không? Luộc 10 tiếng thì chín hết mà. Chín hết rồi. Chín hết rồi. Con mình có răng mình cắn được nó. Năm nay giờ con dễ thái, cái là bắt hạch. Bố ơi, không có chân nhé. Bố ăn cái gì rồi nhỏ rồi mà. Cái dây ấy, bố, cái dây thép ấy. Cái thép ly đi. Chưa được ăn buổi sáng mà. Treo, coi cái treo đầu. Con không cuộn được cái đấy đâu. Đấy là nó rớt thịt ra luôn đấy bố ạ. Con cần tháo ra lấy cái thịt. Cái đầu thịt bố cháu. Ừ, được. Cái treo nướng phát này chạy. Con ấy, lấy ra đây cho cô. Đây này, Huyền đi lấy cho bố. Đi ôm rồi. Ông không phải thợ à? Huyền đi lấy rồi, Huyền đi lấy rồi. Cái giày đấy không treo được. Thế đi là con xong rồi đây con. Vâng ạ. Nếu không thì treo còn thừa thì con làm tiếp mà cũng thừa thôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ bà mẹ đảo cái. Bố xem tay nào, ra đây bố xem được đấy. Cái chả có cái đấy có cái gì cũng được cái thịt là đây nó có cháy nào không? À. Bố ơi. Cái giày đây có cháy nào không? Cháy. Từ từ bố xem. Làm sao chảy máu tay? Con bây giờ chảy máu tay đau đấy, rửa cái tay xem con này. Nó bị lốc một tí máu. Thế con chạm vào đâu? Chạm mang đây mẹ xem nào kia ơi. Con chạm vào đâu? Không biết. Em vừa đi cái xe làm nó có chạm vào đâu đâu. Mang đây mẹ xem nào kia ơi. Cho chị Thoáng này cho em vào xé tờ lịch. Rửa, chị Huyền rửa tay cho em cái đã. Rửa tay sạch đi. Đi ra đường trước rửa tay đi xong đi. Rồi. Rửa con này lau đi. Trong nhà tắm cô lấy cái khăn giấy ướt đấy. Cháu nhúng nước đi cho cô xong rồi cháu lại cháu lau cho em các. Mấy cái thịt mấy cái chân đấy. Cho má. Thì con nhá, cẩn thận nhá, kia nhá. Tí để bố dành mình cho con nhá. Cái này không chơi được, cái này phải dùng cái khác khác em ra chị Thu xin cái dây bục bát đấy. Chị ơi chị mở ngửa đúng ra rồi, là đấy được bố, mà. Đây bố, lên cái gì, lên. Cái gì bố bủng giáo mà ấy. Mang đây bố ơi. Bố rửa rửa đi. Ông muốn cầm nhá. Nghề của ông này. Nghề chứ mẹ đi tìm. Điện nó giật cho tìm ông ơi. Còn tôi làm nó cũng cẩn thận chứ tôi thấy là tôi làm tôi rách cái bảo quản của ông người này. Bài ông bà nó cũng như chó với mèo với lòng. Đánh đá lắm. Nhỏ nhỏ thôi mà lành hành đánh đá. Lành hành mà có điểm dừng á. Mồm. Tôi bảo mồm và ai ơi. Thấy chưa ông ơi, ông phải nghe chưa, ông phải nghe cái đoạn này đã thế ông phải được đà đi không là bảo là ông hiền quá bà con ạ. Điếc tai nhiều hơn là bà điếc nhiều hơn. Đấy.
Về thì mang bữa ra ngoài dán đi dạy cái bè cái. Mang ra đấy để dạy. Về dạy cái bè cái. Cho hết vào cái túi này. Là một không có ba đâu. Con giúp bố mẹ được cái. Làm khi làm không thể. Con giúp em thôi con. Làm cái này đi. Đôi khi có dạy cũng không được cơ mà. Nhắc cho em tốt đừng để cho em ấy nhắc chưa. Nhiều thế. Thế thôi. Tối không thấy gì. Bà qua bà ông chưa làm hai đó. Đâu. Tại vì là đây là con ba nướng ở ngoài đây này. Ba xiên đang còn đấy. Phải 4 xiên. Cá ngon dưới cho ăn gì mà. Cá ngon không? Cá nhà ông đưa lên nấu không bị tanh đâu. Bắt từ ao lên cái nấu luôn đấy. Ông nội chỉ có nuôi cá để đem ra làm vào cái kia đi mà. Đi Tết ông ngoại thế đấy. Này chị được chưa? Được. Bố thổi cái này đi bố. Thôi. Thôi, bố thổi cái này đi bố. Qua nấu mà nổi giấm. Thôi nhưng mà phải để cái gì chứ này này à? Cá để cho chi cho ông nội ông ngoại. Ông nội ông ngoại cái bên. Tết. Dạ. Nhưng mà tối lắm bố. Ông đi đây ông ngoại. Đây cho sáng bố ơi. Từ đây ra. Bố ơi con bảo bố thổi cái này đi này. Thế thì không cần gạch đâu bố ạ. Cái đấy của bố Cường đấy, bố Oánh đấy. Con lấy dùng được không bác Cường? Ghế. Má đang còn chặt xương là đang dùng. Bác ngồi xổm mà. Vẫn đang còn ghế mà con. Lấy đi, Đức để đây cho gì để ra lấy ghế cho bố đi con. Đi nó gì mà cho em đi làm nghề cuốc đất nhá. Ừ. Em đang cuốc đất đó. Bảo em mới người khéo có bẩn dày là vì da thì ghét rồi. Chưa về rồi hết chưa? À chưa. Chưa mới xếp cho nó thôi. Trời ơi quạt nha. Quạt thì mụn hết đấy không ạ? Còn quạt thì thả. Đã bỏ thịt vô chưa? Rồi thế được em ạ. Không ấy đâu. Bè cho lên đi, cho lên giật đi. Lâu mới lên được. Cho nó hồng hạp đi hả? Đi Huyền ra đi Huyền con. Điều thang lên đi. Quay đi nè. Kệ còn con. Mẹ cho tỏi vào chưa? Ơi. Mẹ bóp cho của con chưa? Bóp cho của con xong rồi. Có ớt có tỏi không? Có. Mẹ vô gắp này chưa trộn đều này mẹ gắp này chưa trộn đều. Để mẹ đang còn băm băm ớt. Có làm gì? Bỏ lên lên này. À, không lo ăn có cái ấy có cái. Bác ấy không bác ấy đang ngồi mà. Bác gì? Có vẻ ít than đó bộ, có cho nhiều than lên. Bố đi mua đi. Đâu? Đức đâu rồi đấy, không lấy được ghế là vào bố tặng ngồi đó nha. Tặng cây rét. Sai còn được việc.
bố hay trừng mắt lên là con kiếp đen. Ngày xưa bố thế đâu, bố ngày xưa thì người ta con gái thì bố không quá cho con trai thì bố rèn ra đã. Cơm, mẹ. À. Cho con hai, cắt cho con. Bị quát suốt ông nhỉ? Nhà ông nhỉ? Rèn đi. Hết. Mẹ. Giờ nhìn được bột thế nào là mẹ ngày xưa như thế. Giờ nhìn thằng Bin răng ra ông ngoại nữa. Mời bác. Lấy ớt cho bà đi con. Đâu? Thêm đi. Lấy lúc nãy lấy thêm. Lấy thêm đi. Cái này có đủ bát tiết chưa này? Cho vừa thôi. Quên đi với mẹ không cả kìa. Quên nơi nó bên gạch cả bố. Bà làm cái này thì nhiều chân quá. Nhiều chứ. Mẹ bò mẹ gói mọi năm cứ phải cân hơn cân. Mình thử đi. Xong. Được. 15 cái bánh là 5 lẹ. Ê, 1 cân mà chồng. Xong thùng hết. Nướng đi cho các cháu này. Thích tàu gọi cái miếng vui. Ông đi mua thêm than đi. Bỏ than bỏ ghế vào đó. Ăn bỏ chứ, tiền ba. Mẹ định bỏ đây để mẹ để hai cơ sắt. Có. Ông ơi mua thêm than đi ông. Ơi, con cứ chặt nhỏ. Chặt vừa vừa con. Ăn mấy nấu đông mà. Chặt để mẹ nấu đông, nấu đông mà. Cứ chặt vừa vừa. Rồi, thấy gì được cái gì đâu bà? Cái này bây giờ này thôi. Con đưa cái cái đó bỏ. Con đưa cái thịt làm nhân lên. Bây giờ em hái vứt vào đây này. Mà làm mỡ luôn đi. Không phải thì mang. Thôi. Mấy giờ mẹ đứa bác cũng mua rồi. Nè, thằng đứa bác cũng mua. Có mà mẹ đã thịt xay. Mua được à? Con rửa tranh con gào cái. Bắt đầu hôm chiều nay ra làm thịt gà thịt vịt luôn nhỉ. Ăn cơm xong nghỉ ngơi. Bên lắc. Làm đi ông Tết ai làm cho? Tết ai đi đi làm thì cho. Làm cho thì lấy cũng được thôi. Thôi lấy hả? Hoặc là tết dành đấy, ra Tết về lấy. Bơi cái lúc mà về. Tầm. Lúc đấy là không còn ở đâu. Bà giữ cho cái gì? Không ăn giả, ăn không ngon. Mẹ ơi, có con có hạt tiêu bách chưa? Có hết mà. Ừ, con để chứ giờ tủ lạnh rất là nhiều đồ. Ừ. Để tủ lạnh đông đi. Nhà bà đựng được đúng không? Đi, mẹ, lúc mẹ, đi đem ra ngoài kia ấy. Ừ. Ừ. Bác chỉ được cái chuồn thật nhanh. Ồ, bác này bác coi cái món lòng luộc rồi. Đi mai ơi, em đi xé đi. Bác này, ừ. Có nhiều không? Để gì tí là gì xử lý nhá. Để trên bàn. Nói chung là hôm nay làm thịt con lợn như không xay được giò bác nhá. Tại vì để giấy nhiều quá lên xay giò không dẻo. Cuối cùng chỉ làm mấy cái đấy nhưng mà chỉ bỏ về ăn cũng không ngon. Thôi có sao ăn thế mẹ. Để bác. Bác hét rồi đấy. Nói thế chứ mà đánh đá lắm đấy. Bác tính bao nhiêu mà? Hả? Bác tính ngày tần thì bao nhiêu? Con mua và bỏ. Ơ, anh đi đâu à? Đó, anh đi đâu à? Huyền ơi, Huyền có thể lấy cho gì một cái ghế nào không gì Huyền? Ghế ngoài nhà cô Vân ạ. À? Được rồi, thì Vân, còn cái này thôi. Cái lòng luộc ở trên bếp nát tí hết hả nha. Không làm mà bọn em đang nướng thịt để ăn.
không làm mà không làm mà ấy đâu. Cái luộc có dưới này, không làm rồi. Với em nói là canh tiết trên đây này. Tí là anh cho gia vị thôi kìa. Thế này là ngon rồi bác ơi. Đặt vai vào lòng tím hết đi. Đấy. Đấy. Làm nem này. Cái gì nhỉ? Trong kia một nữa. Đây trong chất bùn của tôi bạn hết rồi. Kha kha tạm tạm rồi đấy. Tiền nào không anh ạ? Vâng, thì chắc khóa cửa ném được khóa hết rồi. Vâng, bố khóa luôn cửa cho con cái. Ông thầy còn đang không khóa cửa, bố khóa luôn cửa cho con xong hết rồi đó. Cô sang rồi đâu? Cái tủ này đâu? Cô xin. Cô được không anh? Nó sợ nó bay mất đấy. À ơi. Nướng gì mà đến mài với cái thàn. Sao chị? Nhưng phải để cho nó chín này. Hết cả mắt rồi. Mẹ, chứ mẹ thịt chưa? Mẹ lúc nào mẹ thịt? Mẹ thịt nhanh không? Đây là lát cà sơn anh nói. Lát cà sơn là dao nào mẹ? Dao bố cường. Mẹ ơi, chắc là thôi để ăn hết thịt ngoài kia không có tủ lạnh to không to. Qua đây nhá. Qua đây nhá. Về lúc nào bà rảnh bà thịt cho bọn con. Xong rồi nhá. Ừ. Xong rồi cần thiết thì tao thịt tao gửi cho. Ừ. Gửi hai anh em rồi một anh đi lấy. Đi tâm tâm nay về nhiều ấy. À. Năm nay về nhiều và cứ yên tâm đi. Cho cái miếng bên cạnh đi. Thôi để bất cứ. Lại nướng có một miếng. Không có ở đây đâu cho mượn. Lên luôn. Mà về ở đây bao lâu thực hiện? Ông Cường làm mấy công tơ chia nhau rồi. Có khả năng là về nhà bác Huệ Cường ở đấy. Có mượn nhà ở không? Không hai thằng với chị ở được. Con cả con ở ngoài đó về đây cơ mà. Về đây. Bố có cho thêm vào đây bố. Về đây rồi thì anh gửi hai thằng về luôn. Dạ. Cho gì 300 luôn. Nước mì. Về làm việc cái mẹ tao không biết tao gửi. Ừ. Bố cho vào đây này bố này. Đứng cà phê luôn. Ok rồi, xong rồi đây. Yeah, bố. Ông bà cứ cho con nít đi tập thể dục với lại đi. Đi như dịp Tết như này có về lên chạy xuống như này trồng cái gì? Mùa 10 là bà không cấy ruộng. Được cái này nhỉ? Ba vị. Bốn vị. Ô, còn một vị ra. Hay là làm cái que tươi tươi xong rồi xiên cái da lên rồi. Không chín đâu. Không chín đâu. Về nhà lấy bốn miếng bia cắt tông rồi nào. Múc một nửa cái chậu than vô đây rồi đấy. Đúng ra là mình phải nghiên cứu cái em sao làm cái miếng tôn đây không nó dài dài ra nhỉ còn độ mét ừ xong cho than vào đây này bố hôm chơi nhà bác Phương bác nướng cho cái bỉ chi nè bác lắc xong một dải như thế này là mình cái dưới cái than thôi cái than là mình làm một cái máng dài ra là được mà mình bỏ than mình bỏ than hàn hàn lại thôi mà mẹ lấy cho cô cái đèn pin vào đấy cái đèn pin của anh ở trong cặp đấy trên cầu thang ạ trên cầu thang tìm mình chịu lâu. Không, đến lúc đó là mình nhàn đó.
cơ bản thì dám kiếm cái nấu cơm được rồi. Phải à anh? Phải à? Phải à? Chín chưa chị? Chín chưa? Cứ hạt bắc khén đâu rồi này? Trộn vào đây rồi. Đây đây anh ơi, chị ơi lấy cái vỉ vừa vào đây chị nè. Áo. Đấy. Gió ở đây gió lắm. Không gì còn dao đâu. Con này băm mẻ luôn. Không còn dao với chứ. Băm gì? Bắp xương. Băm mẻ dao luôn. Đấy, chả được mà. Băm thì kiểu thôi sợ nó hỏng dao. Chặt đi. Chặt đi. Hỏng dao bà lo. Ừ. Wow, tôi mới lấy được thành nhíp một. Vàng thì mà dẹp. Dẹp được mấy cái. Em đùa chứ em mua một cái ra ngoài chợ xong rồi hân long cán luôn. Xong rồi cái cán nó cái phần cán đó mẹ. Nó nhọn hoắt xong nó chỉ cong được có một tí thế này thôi. Thôi rồi. Tôi gấp rồi đây. Mẹ qua. Ba đi sao nào? Anh cả lên kia. Em bảo anh cơ mà anh nhà chú dùng quyết đi. Tao hỏi. Gì? Nếu đi là đi cả bầy. Đi là đi cả luôn, đóng cửa nhà đi luôn. Đi hết. Chú không có chuyện là người đi để ở, thế người đi về. Còn con nít các thứ phải đi hết. Ôi, thế thì các bác này làm gì đi hết đi lên đấy rồi các bác lấy để mất thời gian. Không lo mà. Có mời nhà em đâu. Tài sản xóa số xóa danh bà ăn chặn cuộc gọi đến. Lên cái tập đoàn chứ khít. Mình đi đi cả. Người là chạy chân chiếu ra đường ngủ ấy cô. Chú có bản rồi. Chú bản rồi. Có bản có lều rồi, phải lo. Vâng, ta lên rừng tầng ấy. Ta vô trong bản ta ở. Ờ, bản cũng ở chứ ở ngoài đây nhỉ. Nó quay, đến đàng hoàng. Cho cũng có nhà xây. Ô bản ở nhà sàn mới sướng. Quả cái chỗ kia nó không ấy rõ hơn có một góc rồi đấy cũng ngon thảm không to như cái nắm tay bốc tay bốc chân thời đang gần tán này đây nhìn hình một tí vậy. Ở đấy em đến đám mà tiệm không đủ em về nhỉ? Bị định đấm cho mấy hôm rồi đấy chứ. Cường nhỉ? Cường với anh có đấm mày, nào chứ? Cường anh gạt em không tao đấm rồi. Em còn nhớ ai điện ra bảo là hãy không cưới thì về với anh. Ngon lắm. Ngon lắm đấy. Cường đây chưa bị đấm nhỉ? Cái Cường khôn lắm, Cường về lại luôn, đấm sao được. Cường đi qua đây là cứ hết cái mắt lên mà. Bây giờ cô đứa người bảo không lấy được tiền là không cưới nữa. Hắn bảo con là không lấy được tiền không cưới nữa. Còn đây bảo ông bà là xây nhà không xong mà không lấy chồng nữa. Là ông bà là tường chứ khô cũng sân. Cưới gấp. Cưới gấp. Không có là thằng này không lấy là khó. Chứ chứ biết khi nào lấy chồng chưa là xong rồi. Xong rồi cả nói là được. Kệ đó. Cứ để cho các chú với các ông nói rồi.
Bên đây cái là anh cũng đây, cái là kiểm với các ông bà là bật đèn xanh, cái là khi vừa ngủ luôn. Anh để ra đấy còn hai con chó đó đây là đáng yêu đúng không? Nó cháy. Nhưng mà sao một con bị gì tông xe đúng không? Mới bị anh. Thơm thơm hết trong mạch thơm. Ôi. Hay là thả là chị. Vị xe lịch đúng không? Đổi một vị ra đây đi cho nó ấm bấm bên không? Cạnh thôi cho nó chín được. Mẹ bay làm được. Cháu xe lịch không? Sống sống nữa. Được cái trên sống chú bác là có người là bác tận tay là bách rồi đấy. Đúng không? Cái da ăn có giòn được bác, cái da mấy tờ? Da ăn giòn, da dán lên là giòn được đấy. Mấy tờ? Nhưng mà béo thế nhỉ? Cái mấy tờ? Đây em xem, ngon này lắm. Quê, đẹp bên cạnh đi cho nó ấy. Đẹp à? Đây này, cái mặt này chưa được lắm đâu nhưng mà để cho bên cạnh. Chị ơi, cái mới chị cho vào đấy, chị dán đi. Ngon nhỉ? Tao nói trước là đấy năm nay mà bác sơn mà bếp bỏ trong đấy cả dãy dài không cần chậu nữa kiếm nhất. Lấy cái chậu nhôm bọn chưa cô miếng sắt một đó, cái miếng sắt dài đây này mai bộ mình dãy lên luôn dãy bảo ông Hoàng hàn lên cái thành cái máng dài máng dài đây đấy nó rẻ mà hàn chấm chấm con cái rồi là mình bỏ than vào không cần kín đâu bố ạ. Cái giò này nó bè phát đi này. Đấy nhỉ. Ôi trời. Ngon rồi đấy. Chiều nấu giò cay. Anh Cường hướng dẫn em ạ. Giờ bỏ vào ngăn mát đi. Cái gì anh Cường hướng dẫn em. Vung vào. Thanh như thế mà. Thế thơm này đấy anh. Uầy. Cứ biết được cái to. Tôi mang đây đập thử bằng cái dao cho được. Nấu cái gì đấy? Món gì đấy cô? Con rửa cái đánh sạch mấy cái thớt rồi con phơi cho bố nhìn. Nhìn. Thấy rửa cái thớt cái dao tôi sạch sẽ cho bố. Đi vào coi. Đi vào coi. Của răng khủa ăn cái gì? Chết cha rồi, cái môi, cái môi. Hắn là về ảnh thua lại, cho răng kia giúp con. Ôi, mẹ con gì? Con ăn kẹo bây giờ đấy, nha. Mẹ biết đấy nha. Quý áo lại đi. Ba cái gì? Ba cái là cũng nhiều đấy. Mẹ ăn thịt nướng. Thích không? Cứ ngồi ngoài kia. Con đường cứ ngồi ngoài kia. Bây giờ mới thấy. Thôi, không đi do, không đi do, không đi do. Này, như này. Cái món chua ngọt nhé. Đã dáng chị rồi đấy. Nhiều. Dạ. Chiều cho nấu. Vâng, chiều cho nấu. Bây giờ có cái gói sốt rồi. Bây giờ thôi, bây giờ thôi. Bây giờ thì có nhiều món. Chua ngọt đó nha. Thôi lại cay. Không, không. Đừng có quạt là không bay hết nhiệt đi. Nào con nhanh lên không là khói nè con. Đi chẳng làm. Thôi. Đứng dậy đi con. Đi. Trông em chưa? Em đâu? Ra trông dâm. Đi ra trông dâm. Chơi cái này. Ấm nhở? Ra trông dâm đi. Đứng đây. Chỗ người lớn. Eo ơi, nhà em ngủ lạnh lắm. Mọi người có ai xem không? Đêm phép. Thế gì anh? Cháy 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 anh cháy. Cái không được chín cháy cái mỡ thơm. Còn còn một lấy nó cái món nó là ngon đấy. Dạ. Cháu đông, chết rồi, thiếu rồi bà. Cháu đông, thiếu rồi. Ủa thì lấy tiếp là để thái nước tiếp em. Dạ, thêm đi, cái này ngon đấy. Đủ 3, 4 để ăn chưa? Bọn nít thích ăn nè. Nước chấm thịt nướng, hay là cứ làm thêm nữa. Lấy thêm nữa đi.
ông anh đang phải thăm lấy một miếng ở sang đây để lấy 12 miếng nữa. 12 giờ rồi các cô ơi. Thôi 12 giờ thôi. Cháy thôi. Cháy, lửa cháy. Để còn cho cái thịt sống cho vào, đang còn thịt sống. Ở đâu anh? Một ít ra cái này giống thịt ra. Cháy hết, cháy hết. Cháy cái mỡ thôi. Wow. Giống như cái kiểu nầm nướng nó xong bắt đầu làm là phải cháy cháy xém xém ăn mới thơm. Rồi bố ơi, lấy một cái thân nhựa lên mà Thái làm. Cháy đâu? Nhìn nó rửa ấy, con Thái. Rửa nó. Nhìn. Rửa này là cắn cơm rồi. Đu à, Đu ơi. Nhưng mà phải để nó nguội với tóc cho được. Hả? Ờ, để nó. Cần nhanh thì lấy quạt một quạt. Vừa vừa có cháy đó. Cần vèo khói mày khói vụt mà bạn ừ, hai cái này cháy quá rồi bà hái rau rau xà lách cho đi hái luôn một ít rau xà lách cái mặt này cái mặt này. Thèm đúng không bà ngon này. Không, cái nào mà gói lá ấy. Gói lá cây sen. Cây sen đấy, cả núi dưa ấy. Cái cháy quá rồi. Vừa vừa thôi, vàng vàng cho nó đẹp. Ôi, đi cho bà chồng mày vừa. Lấy cái đĩa bố vào làm luôn mía kia rồi bác kia. Ờ, anh lấy đi anh. Cái mẻ kia đâu? Còn một mẻ. Chín rồi. Chín. Cái kia về cái này gọi. Chả nghe mùi gì vậy? Chết rồi. Cái mùi có vấn đề rồi. Cái mẻ nó khó chín. Cái cật chứ. Cái bỏ cho các em này, bỏ cho đây này. Em xé ra nó còn nóng. Cô chỉ cần lấy một cái để cho cái mai lên ăn cơm cho bọn nó ăn chứ. Thôi thế thôi. Em cần cái 2 tiếng. Đông bỏ ăn ít cái xương nó bỏ ra thôi. Sao đây con này đi đây. Sao con bà chỉ đây con. Than hồng luôn. Than hồng luôn. Ủa trời đau hết rồi. Ủa rồi.
Còn mấy nữa nữa mày? Còn mấy nữa? Hai chân à? Hai chân à? Hai chân này ngon à? Đấy, cái này ngon này coi. Thơm. Muốn chở than lên hồng ghế mà không còn nướng à? Không, hết rồi. Dép hay rồi. Ông anh phải cho ba đôi dép kìa. Thấy một đôi dài. Của anh kêu nó chật. Nó không nhét vào cái chân là môn đi được rồi. Cũng màu xanh nhé, siêu nhân cũng đó. Hay anh đi Thái đi anh. Anh ơi cho lên bếp ga cho nó ấy. Ba Văn ơi. Đây này là còn xiên này, bác Tùng ơi. Đây đây đi, còn xiên này đi. Bố, xin bố. Lên bố ơi. Bố mang cái xiên này ra cho bố Tùng đi. Hai xiên này đi. Được chưa? Thôi giờ. Đây còn hai xiên. Được chưa con? Có ngon không? Đây còn một tí ra. Góc này là bố Tùng này. Ngon lắm. Ngon lắm. Chờ tí nhỉ. Đến rồi. Bố vậy đi, bố vậy đi không mùi. Ơi ra xuống cái bên này. Yeah. Nhi. Nhi. Nhi đi à. Bố ơi, bố quạt cái kiểu gì mà khói quá. Bố ơi, bố bật cái quạt kia cho nó quay vài nhỉ. Quay. Trả lời chứ. Rồi, bố để lên cao cho nó đỡ khói bố. Tôi đi vào hiểu cháu. Mẹ quay em đi. Quay em làm YouTube. Em là YouTuber. Vlog. Bố ơi, kéo trái bố. Bố dựng lại đi, bố dựng. Đấy đấy, đấy đấy. Bố phải lật lật đi. Ôi, cá cờ để đây làm gì đâu. Con ơi, cái ni đúng không? Đúng 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 đúng. Chính xác. Căng căng đấy. Hắn đi vào đi con. Đi vào đi. Xong rồi ăn đi vào đi con. Sao đây nhảy hết đấy? Ra đừng cháy dạ. Con bỏ rồi. Tôi muốn lại coi trả lời nữa. Ở nhà đừng lấy cho ông vứt đi. Lúc ăn này nhà rau gì ăn thì ăn thôi. Cho chó mà ăn chưa đủ không? Ừ, chưa đủ không ạ? Mấy giờ rồi nhỉ? Ăn cơm đi. Nữa thì xong chưa? Nữa xong chưa? Còn hai cái nữa em bỏ đây. Rồi, này thôi. Rồi. Đưa đây. Hết chưa chị? Bố khở cái kia đi nữa. Này, đi buộc nó đi. Đây. Cầm cầm cái đưa cho Dũng, bố mang cho bố Dũng. Ra ngoài kia chơi đi con. Con về mới dọn nhà. Con bí nữa à? Bố Dũng ơi, bố Dũng tháo ra đi để lấy bí nướng nào bố Dũng. Lật đi bố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.